Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những vấn đề nóng nhất, độc lạ nhất về mọi mặt của đời sống. Thưa quý vị và các bạn, năm 1185, đời vua Lý Cao Tôn, làng Liêu Xuyên, nay là làng Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, xuất hiện ông Trạng Đỗ Thế Diên. Từ cậu bé quét lá đa, con nhà nông dân nghèo khó, nổi tiếng, thông minh, học một biết mười, ông giành bằng vàng và là người khai khoa cho nền khoa cử Hưng Yên nói riêng và cả xứ Đông xưa, được nhà vua tặng danh hiệu Đông Hải Văn Khôi. Trong video này, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý. Đỗ Thế Diên trở thành Trạng Nguyên nhờ đốt lá đa học bài. Cuộc đời làm quan của Trạng Nguyên Đỗ Thế Diên và dành tiền xây dựng chùa báo ân. Về nơi đầu làng Tể Tướng, cuối làng Trạng Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Đỗ Thế Diên hay còn gọi là Đỗ Thế Bình, người làng Cổ Liêu, huyện Đường Hào, nay là làng Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Cho đến nay, chưa có tài liệu nào ghi chép chính xác về năm sinh và năm mất của ông. Chỉ biết rằng cụ tân sinh ra ông là Đỗ Tiên Chính và mẹ là bà Kiều Thị. Tương truyền cha của Đỗ Thế Diên mất sớm, lúc đó ông còn rất nhỏ. Sau khi cha mất, Đỗ Thế Diên cùng mẹ sống trong cảnh mẹ hóa con côi tại căn nhà rách nát cuối thôn. Mặc dù nhà nghèo không có đèn dầu để đọc sách, nhưng ông vẫn chuyên tâm kinh sử bằng cách quét lá đa, đốt cháy và nhờ ánh sáng đó để học bài. Một hôm Đỗ Thế Diên đang học, do quá buồn ngủ nên ông gục xuống bàn thiếp đi. Khi tỉnh dậy, ông thấy một con yêu tinh đang đứng cạnh mình. Ông giật mình thảng thốt toan bỏ chạy, nhưng yêu tinh đã khuyên Đỗ Thế Diên bình tĩnh và không nên sợ hãi. Nó giải thích việc đến đây là do cảm động trước sự hiếu thảo và lòng ham học của ông. Nói xong, yêu tinh nhà một viên ngọc đưa ông nuốt vào bụng. Từ đó, ông học rất nhanh, học một biết mười, đọc đâu nhớ đó. Đầu ông chứa thiên kinh vạn quyển và cả vùng không ai sánh kịp. Đến khoa thi mùa xuân, năm Trinh Phủ thứ 10, năm 1185, đời Lý Cao Tông, khoa thi nhằm chọn ra các bậc sĩ nhân trong nước. Đỗ Thế Diên đã trúng đầu kỳ thi này. Sách Đại Việt, Sử Ký, Toàn Thư, quyển số 4, phần ghi về Cao Tông Hoàng đế viết. Vào năm Trinh Phủ thứ 10, năm 1185, đời vua Lý Cao Tông, triều đình tổ chức mở khoa thi tuyển sĩ vọng và làm việc trong cung. Ông đã dự thi và đỗ đầu cùng Đặng Nghiêm, Bùi Quốc Khái và 30 người nữa. Vì vào thời nhà Lý, chưa có học vị Trạng Nguyên, học vị này về sau mới có. Nhưng do Đỗ Thế Diên trúng đầu khoa thi, nên mọi người tại bản thôn vẫn quen gọi ông là Cụ Trạng. Việc Đỗ Thế Diên đăng khoa đã trở thành mốc son trong sự nghiệp khoa cử của người Hưng Yên, bởi ông chính là người đầu tiên của tỉnh thi đỗ trong một cuộc sát hạch mang tính quốc gia như thế. Ông không chỉ là người khai khoa cho Hưng Yên mà còn là người khai khoa cho cả nền khoa cử của xứ Đông. Sau khi thi trúng tuyển khoa thi tuyển sĩ vọng và làm việc trong cung, Đỗ Thế Diên được triều đình mời ra làm quan. Ông từng đảm nhận các chức như triều nghị đại nhập nội thị phu tỉnh Quảng Từ công cung sự, Quảng Từ kiêm quan phán hình viên sự và được vua ban cho túi giả cá vàng. Sau này, do lập nhiều công trạng, ông đã được phong đến chức Đại Tư Đồ, Thượng Thư Bộ Hộ, Bậc Trụ Quốc, Tứ Trụ Triều Đình. Sau này vì tuổi cao sức yếu, Đỗ Thế Diên được triều đình cho về nghỉ tại quê nhà. Vốn là người học rộng, biết nhiều, ông đã dành tiền xây dựng chùa báo ân với suy nghĩ trước báo ân vua, sau báo ân cha mẹ và người dân trong thôn đã đùm bọc ông ăn học thành tài. Việc xây dựng chùa báo ân đã được Đỗ Thế Diên ghi lại trên tấm bia đá dựng trước triệu nghị cổ miếu nay được đặt phía trước nhà thờ Trạng Nguyên. Tiếc rằng bia đá ấy đến nay chữ đã mờ gần hết, chỉ còn vài dòng có thể đọc được, nhưng hoa văn lưu lại trên bia cũng đủ minh chứng cho ta thấy. Bia được dựng vào thời Lý. Sau khi ông mất, nhà vua cho lập đền thờ Trạng Nguyên Đỗ Thế Diên ngay trên nền nhà cũ của ông và có chỉ dụ cho các quan trong triều về tế lễ. Ngày nay, thôn Thanh Xá vẫn còn địa danh Ngõ Trầu. Địa danh này nhắc lại việc các quan và nhân dân địa phương đón nghe chiếu chỉ vua ban. Hiện nay trong đền thờ Trạng Nguyên, ngoài tượng thờ ông, đền còn lưu giữ được nhiều di văn quý giá, ca ngợi lòng hiếu thảo
và tinh thần hiếu học của Đỗ Thế Diên, điển hình như Bức Đại Tự, Đông Hải Văn Khôi, Đỗ Đầu, Đạo Văn, Vùng Đông Hải, hay như câu đối, Tứ Hải Dương, Đạo Học, Tri Nguyên, Cổ Liêu Khai Địa Mạch Lý Triều, Chúng Giáp, Khoa Tri Tuyển, Đông Thổ Phá, Thiên Hoa. Có nghĩa, khơi nguồn học bốn biển, Cổ Liêu Khai Mạch Đất, Chúng Khoa Giáp Lý Triều, Sứ Đông, Tỏ Đạo Văn, để tưởng nhớ công đức của Đỗ Thế Diên. Triều đình đã ban cho dân làng Cổ Liêu ruộng, tế điền, nhân dân có thể lấy nguồn thu từ ruộng đó để hàng năm phụng thờ Trạng Nguyên. Hiện nay tại tỉnh Hưng Yên không còn nhiều di văn ghi về thân thế và sự nghiệp của Đỗ Thế Diên, duy chỉ có bia số 9 trong văn miếu Hưng Yên còn ghi lại tên tuổi và quê quán của vị Trạng Nguyên khai khoa cho vùng xứ Đông Nam nào. Cổ Liêu xưa vốn là một làng học nổi tiếng của Hưng Yên nói riêng và xứ Đông nói chung, cho đến nay người dân vẫn truyền tụng câu ca đầu làng Tể Tướng, cuối làng Trạng Nguyên. Nói về quê hương của hai danh nhân, một người là Đỗ Thế Diên, ông Trạng khai khoa không chỉ cho Hưng Yên mà cho cả xứ Đông xưa, một người là Tể Tướng, nhà sử học xuất sắc thế kỷ thứ 17, Phạm Công Trứ. Ông là Tể Tướng tài năng thời Lê Trịnh, người có công làm tái sinh lại công trình lịch sử của đất nước, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Theo nhà văn Nguyễn Trọng Văn, nét độc đáo ở Liêu Xuyên Cổ Liêu còn thể hiện ở cách cư ngụ của người dân. Dân làng Liêu Xuyên ở theo bốn xóm xếp thành hình chữ phẩm, hội tụ những yếu tố phong thủy, thiên thời, địa lợi ấy. Liêu Xuyên được coi là nơi địa linh nhân kiệt, không những là đất phát người tài. Làng cổ Liêu Xuyên vào thời Minh Mạng thứ hai còn được nhà vua phong bốn chữ vàng, Mỹ Tục, Khả Phong, để lưu danh ngôi làng có nhiều nếp sống đẹp. Vì vậy, làng Liêu Xuyên còn được mang tên Thanh Xá với ý nghĩa là làng Thanh Bạch. Thanh Xá xứng đáng là vùng đất ngàn xưa văn hiến. Câu ca đầu làng Tể Tướng, cuối làng Trạng Nguyên đã nói lên niềm tự hào của nơi này với hai danh nhân Đỗ Thế Diên và Phạm Công Trứ. Trong đó, di tích thờ Phạm Công Trứ được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Những di vật mà Phạm Công Trứ để lại ở làng Thanh Xá không nhiều, nhưng vẫn in đậm hình bóng của một danh nhân đã có nhiều cống hiến cho dân tộc. Phạm Công Trứ sinh năm 1599 vào thời Lê Trung Hưng trong một gia đình nho nghèo. Thuở thiếu thời, Phạm Công Trứ nổi tiếng là cậu bé thông minh, đĩnh ngộ, giỏi thư văn. Năm 29 tuổi, ông đỗ đồng tiến sĩ và được sung vào chức hiệu Thảo Viện Hàn Lâm. Từ đấy, với tài năng của mình, ông trở thành vị quan giữ vị trí trọng yếu của triều đình nhà Lê suốt 40 năm, được vua phong bốn chữ Trung Hưng Hiền Tướng và hai câu thơ còn lưu truyền đến ngày nay. Vị quán Bách Liêu kiêm ấn lực, danh cao thiên hạ đạt tôn tam. Nghĩa là Phạm Công Trứ luôn giữ chức danh quan trọng của triều đình và đạt ba điều cao quý, danh, phúc, thọ. Với tài mưu lược, ông còn cùng chúa Trịnh cầm quân đánh bại quân Mạc tại Cao Bằng, chặn đứng âm mưu của nhà Thanh Trung Quốc, mượn cớ phù Mạc diệt Lê, xâm lược nước ta. Lịch sử dân tộc cũng ghi nhớ công lớn của Phạm Công Trứ cho quốc sử nước nhà, bởi ông là người khảo đính và hoàn chỉnh bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Trước đó, do khói lửa chiến tranh chống ngoại xâm, bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bị hư hỏng mất mát nhiều. Năm 1665, Phạm Công Trứ được Tây Vương Trịnh Tạc giao cho việc khảo đính, phụ trách sửa chữa, xem xét lại bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Phạm Công Trứ dồn hết tâm sức tài năng cho nhiệm vụ này và trở thành nhà sử học xuất sắc thế kỷ thứ 17. Ông cùng nhóm biên soạn đã hoàn thành cấu trúc, khảo đính lại bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, chỉnh lý phần bản kỷ thực lục và viết mới phần bản kỷ tục biên để hoàn chỉnh bộ quốc sử này. Ông còn dồn tâm huyết để viết cuốn sách 47 điều giáo hóa bổ sung cho hình luật xây dựng đạo đức nhằm giữ vững kỷ cương phép nước. Trong đời làm quan, Phạm Công Trứ tâm niệm lấy dân làm gốc, khoan sức dân. Vì thế, ông đề xuất và được vua đồng ý miễn thuế cho nông dân 20 năm liền. Trải qua 40 năm làm quan, Phạm Công Trứ có nhiều công lao to lớn đóng góp cho đất nước trong nhiều lĩnh vực chính trị, quân sự, văn học, sử học, pháp luật.
Sử gia thế kỷ Phan Huy Trú nhận định về Phạm Công Trứ, ông là người thâm trầm, giản dị, chắc chắn, đặt ra phép tắc, sử soạn kỳ cương, đề nén những kẻ cậy thế, nhũng lạm, yêu chuộng người có phong cách tiết tháo, được người đời khen là bậc tể tướng tốt. Ông lại ham đọc sách, đến già vẫn không mỏi, có đức tính tốt, có danh vọng, công lao sự nghiệp là bậc hiền tể thứ nhất. Sau đời Trung Hưng, con cháu dòng họ Phạm sau này vẫn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia tộc. Cháu năm đời của Phạm Công Trứ là Phạm Đình Tạc làm án sát tỉnh Cao Bằng, đã quên mình tử tiết vì nước, được vua phong bốn chữ Thung Dung Tự Nghĩa. Trong số con cháu Phạm Công Trứ phải kể đến cháu ngoại ông là Dương Thị Duệ, một phụ nữ đã có công nuôi cả gia đình khoa bảng, gồm chồng bà là Lê Hữu Danh cùng ba con trai là Lê Hữu Kiều, Lê Hữu Mưu và Lê Hữu Hỷ, đều đỗ tiến sĩ. Hiện nay còn lưu danh ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, đặc biệt trong đó Lê Hữu Mưu là thân phụ hải thượng Lạn Ông Lê Hữu Trác, vị đại danh y làm rạng rỡ nền y học cổ truyền Việt Nam. Làng cổ Lưu Xuyên Thanh Xá hôm nay dường như vẫn vang vọng âm hưởng của lịch sử với bề dày truyền thống văn hóa của cha ông để lại. Người xưa vẫn gìn giữ nâng niu những giá trị lịch sử trên mảnh đất quê hương, xứng đáng với tên gọi vùng đất nghĩa tình hào hiệp.